Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Cả nhà mình hiện giờ thấy trên thùng trên xe siêu nhân có một cái thùng đón các bé ha và cái rổ. Thì đây là bé Quập. Đây là bé Thương cả nhà mình nha. Có nghĩa là hôm nay siêu nhân quay trở lại bà cụ lụm ve chai 77 tuổi nha cả nhà mình ha. Giờ mời cả nhà mình bước vô trong tìm hiểu với siêu nhân ý bà như thế nào nha. Rồi bé đái quá trời cả nhà mình. Quập ạ. Thương ơi, Thương ơi. Ừ, giỏi Thương ơi. Thương à. Giỏi, đái tùm lum hết à, bà không chăm sóc được. Để siêu nhân vô xem coi bà đâu. À hôm nay cái nhà của ông chủ mở cửa này, cái nhà mình. Nhà của ông chủ đó, mở cửa. Ê, Thương ơi. Thương ơi, Thương à. Thương ơi, Thương. Thương ơi. Thương à. Thương ơi. Thương à. Đây bé Thương thấy nhà ha. Thương ơi. Thương à. Bé bể trồng. Bé quá già rồi. Đó, bà coi rằng con à. Già quá hả bà. Con 18 tuổi rồi hả bà. Đâu là đưa bà coi coi. Bà coi 18 tuổi sao đâu. Ôi ôi già quá rồi. Giờ để siêu nhân bước vô kiếm bà. Ở ngoài ở trước cửa chung cư thím vào thím xin cái lá chuối về để có ý dò à. Chồng thím mới đi bệnh viện về, thế là thím bảo tối chị ra đây em mở cái clip, mở cái chú đến chú quay ở nhà chị cho chị xem. Tối qua ra thế là ngồi trước cửa nhà thím, thím mở cho xem hết. Chú bảo là cái ấy nó hết pin, nó nhỏ không nhỏ tẹo nào, nghe rõ lắm. Ừ, nghe rõ lắm. Rau bà là đang làm gì đó, đó ba cho con gửi cái này vậy, cho nói chuyện cho cả nhà nghe sớm chút, rõ chút xíu. Bà kẹp về nó khó nghe quá bà ơi. Bà xích cái khẩu trang lên chút xíu. Đấy, kẹp vào đâu thì bà xích cái khẩu trang lên. Rồi bà che lại đi. Con nghe giọng nó rõ. Rồi. Rồi đi. Bà nấu ăn cái gì đâu bà cho con coi thử. Đây, có mấy miếng xương cho vào Linh để cho chúng nó ăn thôi. Đương Linh đây. Linh linh là cái gì bà? Linh xương. Hả? Có mấy miếng xương. Xương đâu mà mở nắp cho con coi coi. Đây. Đó. À, nước không hả? Đây, xương đây. À, có một cục xương vậy đó hả? Nhiều cục lắm nhưng mà nó dính vào nhau tôi không gỡ được ra đó. Bỏ tủ lạnh hả bà? Ừ. Mấy hôm nay rồi, bà nấu cái đó là cho ai ăn? Cho chó. Rồi bà ăn đâu? Kia, tôi có mới lắm rau rền kia. Hái ở trước cửa đó. Tôi khi ít ăn cá, ăn thịt lắm. Cá thì tôi không ăn, thịt thì một tháng giỏi lắm tôi chỉ ăn một lần thôi, không cũng có tháng không ăn. Thế còn rau dưa là bình thường, cứ rau dưa thôi. Cái gì cũng thế. Cơm đó. Cho chó cho người đó. Rồi bà cho con hỏi thăm chút chuyện đi. Hỏi đi. Vừa rồi con đến đây thì giống như bà nói là nguyện vọng của bà là muốn đưa các bé gửi con đúng không? Để cho các bé, bà ngồi đó đi. Đây, xuống ngồi ta lấy cái ghế kia. Dạ. Mèo mèo. Cái ghế nữa ta quẳng đâu? Kê Ở đây. kê bà, kê Đây, bà. đây, đây. Rồi, bà ngồi xuống đi. Bà cởi nón lá ra đi bà cho này cả thì nhà cởi nhìn nón lá thấy. lón hai lón chập một đi cho nó mát. Dạ hiểu rồi. Cho nó bà một cái hỏng chút. Vừa rồi thì con đến đây á là nguyện vọng của bà là muốn nhờ con đưa bé Quập và bà bé Thương với hai bé mèo đi. Thì con để cho bà trong vòng mấy ngày bà suy nghĩ. Hôm nay con mới quay trở lại. Nhưng mà giờ là con quay trở lại thì con hỏi ý kiến bà một lần nữa. Ý bà có muốn đưa các bé đi hay không, hay là bà muốn như thế Nguyện vọng nào? đấy, nguyện vọng là đưa đi đấy. Tại sao mà 18 năm rồi bà nuôi được mà Tôi bây nói giờ với là chú này, cuối cùng là nguyện vọng của bà đưa đi? 18 năm không những tôi nuôi độc hai con này mà tôi nuôi rất nhiều.
Bởi vì sao? Những cái năm đó tôi khỏe, tôi săn lấp mặt bằng, tôi có tiền, tôi mua đồ ăn, đồ uống cho nó. Mà chân tay tôi chưa bị gãy. Thế bây giờ như thế là cái xương chậu tôi gãy, tôi thật mấy hôm tôi có đi đâu đâu. Tôi đọc quanh quẩn ở nhà như thế nó rứt, tôi vẫn không đi được. Tôi không đi nổi mấy cái tay này này. Mà bây giờ như thế là tôi càng nhiều tuổi thì tôi nói thật với chú vào tôi trông đi chú, tôi nghe tiếng tôi nhận ra chú, chứ còn thì tôi không trông rõ à. Mắt tôi có trông rõ đâu. Yeah. Đấy. Cho nên là nó khó, nó bây giờ nó già rồi, tuổi nó già, sức nó yếu rồi, chân tay lại què quặt thế này. Cho nên là tôi bất lực, không thể nuôi được. Chứ tôi thì tôi thương lắm, nếu như tôi còn được như mấy năm trước thì nói thật với chú chứ tôi chẳng cho, tôi vẫn giữ tôi nuôi. Thế như thế là mấy đêm nữa tôi nghĩ kỹ càng, thương cũng không được chú ạ. Thì cái này mình có thương có quý chúng nó thì mình phải chịu, rồi ngày một ngày hai nó cũng nguôi ngoai đi. Thế thì mình lại đi kiếm ăn, mình nuôi mình. Thế chứ còn thì bây giờ mà bảo là tôi nuôi thì nếu mà chú mà không đón thì chẳng ai nuôi giúp tôi, thì tôi cũng đành phải là bà cháu cứ mang nhau. Chứ bây giờ chú tính vất chúng nó đi đâu được, thì lại cứ kiếm được cái gì thì bà cháu có gì ăn đấy. Có thế thôi, nói thật với chú. À, có nghe nói là bà dự định về quê mà có về không bà? Nếu mà cháu tôi mà nó vào nó đón thì tôi về. Cháu đón hay là con đón bà? Cháu. Bà có nhà cửa ngoài quê đàng hoàng. Cháu gọi bằng cô ruột. À, rồi bà nói chung nhà, là bà. Nhà cửa thì để cho thằng con trai. Nhà cửa thì để cho thằng bà con trai. Bà có mấy người à? Con bà? Tôi có ba. Ba. Một trai, mấy trai mấy gái bà? Một trai hai gái. Dạ. Thì ở ngoài quê hết hả bà? Ở ngoài quê. Chưa học có ai ở trong đây không bà? Trước thì chúng nó cũng vào đây, thế nhưng mà chúng nó về quê hết, lấy vợ lấy chồng thì chúng nó về quê hết. Thế là còn mỗi mình thì cứ ở đây. Bây giờ con có một cái ý nghĩ như thế này, và cũng như là ý kiến của Mạnh Thường Quân, ý kiến của cả nhà đó, là muốn là bé Thương của bà đó ở với bà 18 năm rồi. Thì quạp. Con sợ là đón bé đi nó sẽ nhớ cái hơi của bà. Quạp. À bé Quạp, bé Quạp đây thì nó sẽ nhớ cái hơi của bà, là bé nó sẽ bỏ ăn. Và đồng thời á, là giống như là bây giờ là nếu mà bà về quê, bà đi về quê mà bà muốn thương bé Quạp cho đến hết đời mà bà không thể đưa bé Quạp về quê được, thì con sẽ là người đưa bé Quạp về quê giùm bà chịu không? Nếu mà chú không bắt đi cho tôi á, chú không mang cháu đi thì tôi ở đây ngày nào tôi nuôi ngày đấy. Còn nếu tôi về, nếu như tôi có về Bắc thì tôi không đi máy bay mà tôi đi xe ô tô tôi bế nó. Tôi nghĩ rồi, nếu mà các chú không giúp tôi, không bắt đi thì tôi về Bắc thì tôi đi xe đò thì tôi bế nó. Rồi bé Thương? Bé Thương thì chú bảo chú bắt bé Thương mà. Chú mang bé Thương đi mà. Còn bé Quạt thì chú bảo 18 năm nó ở với tôi lâu ngày quá, nó dính chân dính tay. Tôi nghĩ đi, tôi nghĩ lại, tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Bây giờ tôi khóc cũng hết nước mắt, chẳng còn gì để mà khóc nữa. Thế mà chú mà không mà trong hai con mà chú bảo chú bắt độc một con đi thì còn một con chú để lại cho tôi thì tôi đành thế. Nếu mà ông nhưng tôi... mà nguyện vọng của bà là thích con đưa đi hai con hay là một con? Nguyện vọng của tôi là muốn chú đưa cả hai con mèo đi cho nó có bạn có bè. Con này mà nó có bạn có bè nó chơi vui lắm, nó làm gì có ai. Thế còn cái con kia mà đông người là cũng cứ nhảy ngược nhảy xuôi nên là cũng vui lắm chứ. Đấy cứ trông mấy con, tôi cứ phải để thế này để cho mấy con ở hàng xóm nó chạy qua chạy lại cho nó trông thấy. Cho nó trông thấy là nó cũng cứ reo lên. Đấy. Thế đến tối tôi mới lại cho nó vào trong này. Đấy. Chứ còn nếu mà chú mà đón được đi cả cho tôi thì cái đó là cái nguyện vọng thực sự của tôi. Mà chú mà không đón được thì tôi đành rằng là chứ cho ai thì tôi chả cho, mà chẳng ai người ta nuôi. Nó thật với chú đấy, chỉ có tôi nuôi thôi. Thế về các nhà bay ấm thương nó thì nuôi. Chứ còn thì bình thường dân đây người ta toàn bảo tôi là bất mẹ nó đi chứ đẻ làm gì, bà kêu mang gì cho khổ thân bà ốm bà đau, bà chả làm được ăn bà còn kêu mang chúng nó. Nhưng quả thật người ta nói bao nhiêu tôi đau bấy nhiêu, tôi nói thật với chú. Thế cho nên là tôi nghĩ kỹ rồi, nếu mà trong hai con chú đưa thằng Thương đi mà còn thằng Quặp, chú bảo nó ở với tôi lâu ngày chú không muốn mang đi, thì nếu mà cháu tôi nó đón tôi về Bắc là tôi bế nó về, tôi không đi xe máy bay, tôi không đi máy bay mà tôi đi xe đò tôi bế nó về đấy. Tôi nghĩ đến đường cùng đấy chú. Thế còn hai con mèo này thì thôi, thì mèo hoang thì tôi mà đi thì thôi, tôi lại giả lại nó cứ ở đây thôi, nó cứ ở đây chứ nó chẳng đi đâu. Bởi vì ông chủ, vợ chồng ông chủ cũng còn ở đây mà, thì nó cứ quanh quẩn đây. Thế ông nuôi ông cho ăn thì cho ăn, không cho ăn thì tự nó đi kiếm đấy, tôi nghĩ thế. Thế còn hai con này mà
chú mà đưa cả cho dùm tôi đi thì cái đó là cái mong muốn nhất trong lòng tôi. Tôi không phải nghĩ gì, tôi không, như thương thì tôi thương lắm, sao tôi không thương. Thế nhưng mà biết làm thế nào được, bây giờ cái cảnh nó đã diễn ra như thế này rồi, không biết làm thế nào mà. Cho nên là cái này thì thôi cũng tùy ở các tấm lòng hảo tâm của những người thôi, chứ tôi là tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Con đưa đi hai bé thì được rồi, nhưng mà vấn đề là con thật sự ra cũng khó hiểu trong cái câu chuyện là bà nuôi bé tới 18 năm rồi thì mà đấy, bây giờ là lại chia tay mà bà cũng chấp nhận. Thì đành phải chịu, tôi bảo tôi phải chịu chứ biết làm nào. Nếu như tôi khỏe như mọi năm, cái tay này là năm ngoái là ở nhà cả một năm không làm ăn gì được, giặt toàn vò bằng chân đấy, toàn vò bằng chân mà đến bây giờ cũng có bưng được cơm ăn đâu, toàn để ghế để xúc thế thôi, cái tay này không làm ăn gì được đấy. Cho nên nó cũng khổ lắm, nói thật với chú đó. Thế còn thì nếu mà chú mà không bắt thì tôi cũng vẫn phải nuôi các cháu thôi, chứ tôi cũng chẳng du đi đâu được, mà tôi chả đẩy đi đâu được. Bởi vì là tôi đón các cháu từ ngày nó bằng cái cổ tay tôi mang về tôi nuôi, mà đến bây giờ nó thế này. Tôi thật chứ mấy ngày tôi có đi đâu đâu, chú bảo là ở nhà trông mấy con cho chú, giúp chú, nhưng mà quảng tội chú không dặn thì tôi ở nhà. Tôi đi cái xương này nó đau lắm, tôi có đi đâu được đâu, quanh ấy. Thế trưa hôm qua cái thím ý vào, thím mới xin cái tàu lá để thím về, thím quay giò cho chồng thím ăn. Thím mới bảo tối chị ra ngoài này em mở cái clip của chị cho chị xem, chứ tôi có biết mở gì đâu. Hồi nãy làm như con thấy ba con mèo luôn đó bà. Hai. Con thấy thêm là có một không, con nữa là ba con. Chỉ có một, hai con thế đấy. Con thấy ba con. Không, ba con là lại có một con mèo hoang đấy, ở đâu nó lại thập thò là muốn về đây đấy. Rồi thì bây giờ là bà quyết định là đưa hai bé đi với là hai bé mèo đi đúng không? Rồi con xin nhận đón bé Quập và bé Thương và hai bé mèo đi. Khi nào mà bà kể như là một hai tuần gì đó mà bà nhớ tụi nó đó thì bà điện con, rồi con sẽ tìm cách như là chở bà xuống hay là cho xe về chở gì bà. Ôi xuống rồi, thăm nếu thế thì tôi cảm ơn chú vô cùng đấy, cái đó mới là cái nguyện vọng của tôi đấy. Cái đó mới là cái nguyện vọng của tôi, nhưng mà tôi sợ tôi nói ra cái điều đó lại bảo gây khó khăn cho các chú đã trăm công nghìn việc mà lại tôi không đi được. Thì không phải là lúc nào cũng được, nhưng mà ví dụ mà báo con trước rồi chừng nào mà con xuống con thăm tụi nó đó là con có thể là con quay là con đấy, chở bà đi xuống thăm đấy, nữa cũng được, hay hoặc là kêu xe ôm với này con cho địa chỉ rồi chở bà lên rồi con trả tiền. Cái đó là ước nguyện của tôi đấy, thực sự đấy. Cái đấy mới là cái ước nguyện thực sự của tôi đấy. Rồi bây giờ thì hôm nay bữa hổm là có một cô giáo ở Bến Tre tính ủng hộ cho bà một chút quà để coi như là kêu bằng là đền ơn cái công dưỡng nuôi của bà cho các bé. Thì cô giáo Bến Tre có gửi cho bà 500.000, con xin giao lại. Tôi cảm ơn chú. Rồi bây giờ là bà cho hai bé mèo vô trong rổ, rồi chính con muốn chính tay bà ôm bé Quập và bé Thương bỏ vô trong cái lồng cho con chở đi. Tôi làm thế nào mà tôi bắt có một con mèo bắt khó lắm chú. Cái con mèo tôi ôm nó rất khó, mà chú làm thế nào tôi ôm được cái là ra là rốt luôn nó vào. Dạ thì nhốt luôn á. Ừ, rốt luôn. Nói chung là bà bắt cái con khó trước. Ừ. Bà bắt con khó trước là tôi, con dễ sao? Tôi mở. À, quên, chú mở cái kia ra hay rồi rồi cho bà chờ con chút xíu bắt con khó trước nha không. Ừ. Bà chờ khoan bắt đó, không có chén tô cho nó hả bà? Không có cho nó, nhưng cái bát này là bát tôi dùng, nhưng mà thôi tôi vớt ra đây tôi cho nó nguội cho nó ăn cũng được, còn cái tô kia, mấy cái tô kia thì bỏ nó đi thế nào cái gì nó khó, nó không ăn hả bà? Nó ăn đấy, nó muốn ăn lắm nhưng mà ba giờ thế đấy. Nó cứ thế đấy, đấy. Để con ăn mấy miếng. Bao giờ nó cứ nghe ngóng. Tiễn bé đi cho ăn lần cuối. Ừ, nó đỡ thương. Đỡ nhớ nhỉ. Đây cho thằng thương. Giao hả bà? Cho con. Để tô cho nó ăn. Người này gì? Dạ.
Để tô nó ăn nó dơ. Người này thì dễ cho ăn lắm. Ôi giờ tôi đi vắng những người, người ta có xương có sáo, người ta cứ đứng ở đây người ta vất vào cho nhá. Trời về nhá, đến tối về đi làm về cứ thấy kiến nó bò cứ vào ươm, phải viết cái giấy này này. Những người có cho xương chó thì treo lên, tôi về tôi cho ăn. Chứ những người vất xuống đất kiến nó vào nó đốt chết chó tôi. Này đây cho con này. Đấy của con này, của con này, của quạt đây. Của con này. Nó bắt hết xuống. Cho ăn cho đỡ tội. Bà nghĩ thông suốt rồi đúng không? Thông suốt lắm rồi chú. Thông suốt lắm rồi đấy. Hai điều đấy. Điều thứ nhất là nếu mà chú đón được hết đi cho thì cái đó là cái quá mừng để cho các cháu nó có nơi có chốn. Mà nếu mà chú không đón, chú chỉ đón một con thôi, còn chú không đón là nếu như cháu tôi mà nó vào nó đón tôi là tôi sẽ bé về Bắc, tôi không đi máy bay. Cháu tôi nó có đi về cùng xe đò với tôi thì nó về, mà nó đi máy bay nó đi cho tôi sẽ bế nó. Vậy thì đi. Khi nào mà bà có về Bắc mà bà có dự định mà muốn đeo bé Thương về thì bà cứ nói con lên con đón bé Thương đưa cho bà đưa về Bắc. Nhưng mà chú tin tưởng tôi sẽ có ngày tôi nên thăm chúng nó đấy. Dạ. Chú cứ đưa đâu đưa rồi tôi nhớ là cứ lâu lâu tôi điện cho chú, nếu mà chú có thời gian là chú cho tôi biết cái chỗ đó. Dạ. Thì con cho bà biết cái địa chỉ bà đi. Ừ. Rồi có gì nếu mà ấy thì con rảnh thì con chở bà đi. Ngày mà có cái người ở Đồng Nai mà cũng nuôi chó như thế này này, mà tôi như cái thím ở ngoài kia, hai chị em đi tìm không có. Hai bé mèo thì siêu nhân bắt vô đây hết cả nhà ha. Được rồi. Bây giờ là còn siêu nhân hồi nãy quan sát còn thấy thêm một bé mèo nữa, nhưng mà chạy là bé mèo này là mới quay trở lại đây cái nhà mình chơi á, rồi bé nhát bá chạy rồi, nhưng bắt được siêu nhân bắt luôn rồi. Tính quàm ra còn hết hai bé mèo này thì nhát bỏ vô đây ha. Siêu nhân buộc ra chằng rất là kỹ mà không biết có bị tung ra không nè. Không, không tung đâu. Buộc kỹ lắm nha cả nhà ha. Rồi để cho bà từ biệt bé Quật và bé Thương là siêu nhân sẽ chở đi nha cả nhà mình. Bây giờ là giây phút chia tay nha cả nhà mình ha. Bà siêu nhân muốn bà ôm từng bé, bà tiễn bé đi. Chú bà tính. Ôm bé Thương vô trước. Bà bỏ vô đi. Con đi nhỉ. Bà cho con ra đây. Bỏ con đi con nơi cứ trốn cho con sướng. Không có sao đâu, bà cứ bỏ vô đi rồi bà bỏ thêm một bé nữa là không có sao hết. Lấy chân vô con, lấy chân vô. Bọc ơi. Thương ơi, quên đó, Thương ơi. Rồi. Hai bé thì nó vô hơi chật nhưng mà sẽ an toàn hết cả nhà ha. Bé này vẫn nhai này thiệt, nhưng mà sẽ an toàn, cả nhà mình đừng có lo. Nó chặt nhưng đấy. Mà nó siêu nhân thắng xe đồ không bị nhào cả nhà mình ha. Thôi cái xương bỏ con nhá, cái xương này bỏ nha. Cho bỏ cái đầu vô trước á, con này bà bỏ cái đầu vô trước đi. Phan đợi cho xe lớn qua các bà, đợi cho ba chiếc xe lớn qua. Rồi, bà bỏ cái đầu vô trước đi. Bỏ vô đi, không sao đâu bà. Không có chặt lắm đâu. Bé nó vô là rút người vô mà. Bà đừng có lo. Rồi, đó, ấy cái đuôi xuống bà, ấy cái đuôi xuống. Rồi, con gà lại. Quạt thì chán nhìn thấy bà là ai. Chỉ có Thương là trông thấy bà thôi. Con đi nhờ. Con đi đến nơi con nhà có cửa nói con à. Thì bà thương con lắm, không làm được.
chết trong ruột trong gan 91, 92. Rồi, bây giờ xong chưa? Con trở đi nè. Rồi, clip bà tiễn biệt hai bé đi khá dài cả nhà mình ơi. Thôi siêu nhân xin chia làm hai phần cả nhà mình ha. Mời cả nhà mình xem tiếp phần tiếp theo là sẽ thấy siêu nhân đưa bé về mấy ấm nha. Tiếp theo ha. Bye bye cả nhà.